Em xin giống trả lời hoa hậu ấy. Em xin chào tất cả mọi người. Em xin rất là vui vì có được một ngày rưỡi để tham gia và đồng hành cùng với lại các bạn thí sinh. Cái câu hỏi của anh là sao để dung hòa được những cái cá tính. Em xin thấy là không cần phải dung hòa. Người nào cá tính như thế nào cũng bộc lộ rõ ra cái điểm đó. Nếu ai yếu điểm nào, hãy thể hiện là tôi yếu, tôi muốn học hỏi. Cái đó mới hay. Còn mình dung hòa thì mọi người giống nhau, thế là mình không thể nào lựa ra được ai nổi bật. Còn riêng đi nào muốn qua năm vừa mới trở về chương trình Asian Got Talent đạt được thành tích rất là cao, anh có kỳ vọng gì về các thí sinh của chúng ta trong chương trình Climb All Queen không? Xin chào tất cả mọi người, chào Lý Hà Trinh và chào Mai Rapper. Thì qua năm cũng rất là kỳ vọng, bởi vì ở mỗi cuộc thi thì chúng ta sẽ có rất là nhiều thí sinh, và qua mỗi cuộc thi thì chúng ta sẽ có được một người quán quân, và người quán quân đó sẽ là một trong những đại diện của những cái tất cả những tiêu chí mà cuộc thi đó đưa ra. Và Quang Anh rất mong là người quán quân đó thật sự xứng đáng và xinh đẹp nè, tài năng nè, quyến rũ nữa. Cảm ơn. Dạ, phải rất là tự tin và thông minh và dũng cảm hơn với giáo đăng ký tham gia cuộc thi này. Và cảm ơn ban giám khảo đã chắc chắn cho các thí sinh. Còn bây giờ chúng tôi sẽ được mời lên sân khấu ông Yoshida Masayuki, đại diện cho ban tổ chức sẽ tặng quà. Cảm ơn. Đó là chia sẻ cảm xúc của đại diện trong nhóm chúng ta, thì cũng biết là Kim Thành. Kim Thành là một á quân của cuộc thi Gương Mặt Vinh Quang trong một giải vừa qua. Thì đến với cuộc thi năm nay của Nữ Hoàng Quyến Rũ, em cảm thấy như thế nào, áp lực ra sao khi tình cảm của người dành cho em và sự kỳ vọng đó có phải là áp lực dành cho em hay không? Vâng, lời đầu tiên cho phép Kim Thành gửi lời chào thân ái nhất tới tất cả các anh chị nhà báo, tới tất cả các anh chị trong ban tổ chức và ekip của chương trình Nữ Hoàng Quyến Rũ cùng các bạn thí sinh ngày hôm nay ạ. Vâng, lâu lắm rồi bọn em mới gặp lại nhau. Thế xin được trả lời câu hỏi của anh Hoàng. Thì thật ra là như mọi người được biết là em vừa được nhận giải á quân chương trình Gương Mặt Thân Quen. Nhưng khi tham gia vào chương trình Nữ Hoàng Quyến Rũ thì em thấy không liên quan gì đến Gương Mặt Thân Quen cả. Lúc đầu thì em nghĩ Nữ Hoàng Quyến Rũ sẽ là một cuộc thi liên quan đến sắc đẹp, tất nhiên là sắc đẹp. Và khi mà tham gia rồi, khi mà bước chân vào rồi thì em mới cảm thấy là không chỉ sắc đẹp đâu, mà còn rất là nhiều những thứ khác nữa. Qua đây còn được học được là những cái, có thể có những thử thách như lần đầu tiên được tiếp xúc, đó chính là diễn xuất này, hoặc là MC dẫn chương trình, rồi kỹ năng sống và thử thách đồng đội. Nói chung là khi mà tham gia thì em mới cảm thấy là wow, sức khỏe của mình cũng thật là ghê gớm khi mà mình tham gia có thể cùng đồng hành với các bạn suốt chương trình ạ. Cảm ơn Kim Thành ạ. Hồi nãy tôi thấy có một bạn cũng nhận xét rất là nhiều về các thí sinh, đặc biệt là thí sinh rất là yếu đuối, sợ không qua nổi con trăng này trong những thử thách đầu tiên. Ai đấy ạ? Minh Tuyền phải không? Rồi, Tuyền, em có suy nghĩ gì khi em đứng ở dưới lần đầu tiên em nghe những lời nhận xét đó? Mình có thật sự yếu đuối không? Bữa nay mới nghe chị lớn nói gì mình nè, giờ mình muốn phản tháo này không? Lời đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến các vị khách quý cũng như là tất cả mọi người đang có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay. Em là Minh Tuyền, là thí sinh có lẽ là nhỏ tuổi nhất trong tất cả trong top 15. Và khi mà em đứng ở ngoài đó thì em có nghe là thật sự là cái hôm nay em mới được xem và chỉ biết được là một vài cái nhận xét về một người chị thôi, là về kiểu mà mình yếu đuối, chắc có lẽ là chị nghĩ là mình nhỏ tuổi nhất cho là mình mong manh dễ vỡ và còn được nhiều chị bảo vệ mình. Nhưng mà em nghĩ là sau khi mà mọi người xem qua hết tất cả những tập mà tụi em cùng nhau trải qua những hành trình đó thì mọi người sẽ thấy được là em có thực sự yếu đuối như những gì là chị đã nói không? Mọi người hãy chờ đón. Rồi em truyền thử cái nét qua của bạn lấp lánh kim sa ở cách em hai con phố xem nào. Dạ, Thiếu Lan đó. Em chào chị và chào các nhà báo cũng như là mọi người đang có mặt ngày hôm nay. Em là Thiếu Lan. Dạ, ai cũng biết rồi, em rất là quen mặt. Họ cần giới thiệu luôn, Vietnam Next Top Model được Face 2017, họ Việt Nam đều có tên em và tham gia chương trình một lần này á. Dạ. Em nghĩ là sẽ tạo dấu ấn đặc biệt gì hơn nữa so với một Thiếu Lan mà người ta đã quá quen mặt trên truyền thông rồi. Em nghĩ là em sẽ không phải tạo dấu ấn mà em sẽ là em, và em sẽ bộc lộ nhiều hơn về cái sự trưởng thành cũng như là sự mình trải nghiệm qua cái chương trình đó như thế nào. Đặc biệt là qua chương trình thì học được rất là nhiều bài học mà không thể kiểu ngày thường, ngày bình thường mình đi làm không mình học được.
Và trong chương trình là hội tụ rất là nhiều cá tính với nhau và trải qua những nhiều rất là thú vị, và em học từ đó rất là nhiều. Dạ. Cái này coi như em đừng có để ý đến các anh chị em CV ngồi dưới hay nhà tài trợ nha, chị hỏi thiệt. Chắc là khi mà bước vào trong cuộc thi thì ai cũng mơ ước rất nhiều. Nhưng mà khi mà bước ra khỏi cuộc thi, em có nhận được những điều mà em mong muốn hay không? Kinh nghiệm, kỹ năng hay những bài học, thật sự em có được thỏa mãn hay không? Em nghĩ là em thật sự là nó hơn những gì em mong muốn. Thật sự em nghĩ là mình thi rất là nhiều cuộc thi, rất là chủ quan không mà cuộc thi từ Next Top to Fame, những cuộc thi rất là lớn rồi. Đây là một cuộc thi rất mới và chưa từng làm bao giờ. Em nghĩ là mình có kinh nghiệm nhiều như vậy thì mình làm thử thách sẽ tốt thôi. Nhưng mà không hề cảm giác là kiểu mình như là mình chưa từng thi bao giờ, tại vì những cuộc thi rất là lạ, nó cũng không mình cũng hoàn thành nguyên rũ thật sự, nhưng mà không phải là chỉ những cái sang trọng quý phái hay là ứng xử giao tiếp, nó về kỹ năng sống và kỹ năng xã hội. Em thấy rất là tâm đắc với chương trình khi mà bước ra chương trình, và em thấy như vậy là đủ và em muốn học thêm nữa nếu mà có chương trình lần sau. À, lợi hại gấp đôi đúng không? Xin cảm ơn đại diện của top 15 thí sinh tham gia chương trình Nữ Hoàng Quyến Rũ Hoa Queen. Và lát nữa để có thể hiểu thêm về họ, chúng ta có thể trực tiếp đặt câu hỏi với phần tham gia họp báo chủ tọa là đơn vị đã tổ chức chương trình ngày hôm nay, MCT và những đơn vị tài trợ. Một lần nữa, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho 15 thí sinh của chúng ta. Và ngay đây thì chúng tôi sẽ có cơ sở kính mời và Đây.